Ngày 27 tháng 9, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết vừa khám nghiệm hiện trường vụ 3 xe container bị cháy rụi trong đêm để điều tra nguyên nhân. Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 26 tháng 9, người dân sống xung quanh bãi đậu xe ở xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho phát hiện ngọn lửa bất ngờ bùng cháy dữ dội, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ một xe container trong bãi đậu xe nên đã báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 5 xe chữa cháy với hơn 50 cán bộ chiến sĩ đến dập lửa. Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 27 tháng 9, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, vụ cháy đã thiêu rụi gần như hoàn toàn 3 xe container đang đậu gần nhau. Được biết, 3 xe container bị cháy đã đậu nhiều ngày. Trên xe chứa nhiều vỏ ga nên khi cháy đã phát ra nhiều tiếng nổ.